Hello anh em, ở trên tay mình là chiếc Dell XPS 15 9500 đã ra mắt được 2 năm rồi, nhưng mà do nó ra mắt là đúng dịp Covid nên hiện giờ mình mới có trên tay chiếc máy này. Tới hiện nay 2022, Dell vẫn giữ nguyên ngôn ngữ thiết kế cho dòng máy này tại vì nó vẫn quá đẹp, hết sức sexy, giá máy cũ hiện nay còn rất hợp lý đấy chứ. Vậy video này là một video đánh giá chi tiết chiếc Dell XPS 15 inch mới này. Sau 3 tuần mình mày mò mần mò em nó, anh em nào hứng thú thì hãy để lại một like, một đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chúng ta bắt đầu thôi. Điểm ấn tượng nhất của mình với dòng XPS mới này đó là ngoại hình. Dell XPS trước đây cũng đẹp đấy, tuy nhiên các thành phần chủ yếu là cao su, dùng một thời gian ấy thì nó sẽ rất dễ bị bong chóc, xấu xí. Mình cũng đã có một cái video đánh giá chiếc XPS 9560 ấy mà cũng nói về vấn đề cao su bị bong chóc một thời gian, anh em có thể xem cái video đấy ở dưới phần mô tả nhé. Dell XPS 15 mới này ấy, có ngôn ngữ thiết kế nổi tiếng, đặc trưng, nhưng mà giờ đã được Dell cải thiện hơn rất nhiều rồi. Bản lưng ở đây thì anh em sẽ có một miếng nhôm rất là dày, to bản và có logo Dell ở chính giữa, rất quen thuộc. Cạnh trái thì anh em sẽ có hai cổng Type-C này. Cạnh phải anh em sẽ có một cổng Type-C, một khe cắm thẻ nhớ SD và một jack cắm tai nghe 3.5. Ở đây thì anh em sẽ thấy rằng Dell vẫn giữ nguyên khe thẻ SD. Đối với người sử dụng máy ảnh nhiều như mình ấy thì khe thẻ SD là phải có. Mình rất ghét một chiếc laptop hiện nay mà khi loại bỏ đi cổng SD rất là bất tiện. Nói về sạc thì Dell đã mạnh dạn loại bỏ đi cổng sạc chân tròn truyền thống và đổi sang cổng sạc Type-C lên tới 130W ở đây. Anh em lưu ý nhé, mình đã sử dụng những cục sạc lên đến 100W, 96W nhưng mà nó không thể sạc được cho chiếc máy này. Nên nếu mà anh em mua một cục sạc dự bị thì anh em nên lưu ý điều đó. Khi anh em mở máy ra thì đập ngay vào mắt anh em ấy một cái màn hình quá đẹp. Tuy nhiên mình sẽ để dành một phần nói riêng về phần màn hình này cho anh em sau. Rồi anh em sẽ nhìn xuống dưới. Phiên bản trên tay mình ấy là màu trắng, lên toàn bộ bề mặt bàn phím, chiếu nghỉ tay ở đây đều là màu trắng hết. Bàn phím của chiếc Dell XPS 15 9500 này rất to, vuông vức, không có một phím nào bị rút gọn hay bị co ngắn gì cả. Đây là một trong những cái bàn phím mà anh em sẽ dễ làm quen nhất. Chỉ mất khoảng 30 phút thôi, anh em đã có thể gõ nhoay nhoáy rồi. Không như một số sản phẩm gần đây, mình thấy các hãng nhồi nhét tính năng này, nhét cả cái bàn phím num lốc full size vào máy lên cái không gian để anh em gõ phím ấy, nó rất là bé, cực kỳ bé luôn. Không gian cái chiếu nghỉ tay ở đây nó cũng không được rộng thoải mái. Nói tới chiếu nghỉ tay thì anh em sẽ có một không gian chiếu nghỉ tay cực kỳ rộng ở chiếc Dell XPS 15 này. Vì nó được phủ carbon lên hoa văn carbon hiện thị ở đây rất là đẹp. Nhưng mà hơn thế nữa, ngoài vẻ đẹp ra thì nó còn giúp cho anh em không bị nóng khi anh em làm việc máy quá lâu. Còn về cảm giác gõ thì nó ở mức khá tốt, tuy nhiên không thể xuất sắc và sâu như của ThinkPad được. Cảm nhận gõ của mình thì rất ổn, gõ lâu thì không bị mỏi tay. Phím ở đây thì anh em sẽ có hai mức sáng tối để anh em có thể sử dụng ban đêm được, bằng phím FN và phím F5 ở đây. Nhìn tiếp phiên xuống phía dưới, Dell mang tới cho chiếc XPS 15 9500 này một trackpad cực kỳ rộng, lớn nhất ở trong những chiếc máy Windows mà mình đã từng trải nghiệm. Thật sự là cực kỳ to và rộng rãi. Không chỉ to ấy, thì tracking ở đây cũng rất là chính xác. Cử chỉ vuốt này, kéo, thả hay là mình chạm đều ngọt lịm luôn. So với trackpad của MacBook thì mình đánh giá ở đây là cũng phải 8 trên 10 điểm đấy. Ok, chúng ta sẽ đến với cái màn hình nào. Anh em sẽ có một cái màn hình 15 inch có độ phân giải là Full HD hoặc là 4K như mình có ở trên tay mình. Anh em có thể option viền màn hình thì tràn viền, không chỉ tràn viền không đâu mà nó còn tràn về bốn cạnh luôn, đều bằng nhau. Nó mang lại một cái cảm giác thị giác rất là tuyệt vời mắt. Tỷ lệ màn hình cũng được Dell điều chỉnh từ 16:9 sang 16:10 lên về không gian hiển thị. Nó rộng rãi hơn trước đây rất là nhiều. Đối với mình dễ nhận thấy nhất ấy là anh em có thể chia đôi màn hình để làm việc. Một bên anh em đọc thông tin, một bên anh em viết content bằng phím Windows và phím sang trái sang phải ấy. Anh em có thể tạo ra không gian làm việc riêng cho mình, rất là thoải mái. Thông số chính xác của màn hình này là đạt 100% sRGB, 100% Adobe RGB, 90% P3. Quá là khủng khiếp luôn. Không những to đẹp, tràn viền mà thông số cũng thuộc dạng tốt như thế này ấy. Đúng chuẩn laptop để dành cho multimedia rồi. Màn hình được liên kết phần khung máy ở đây cũng rất là chắc chắn, đủ ngon để anh em có thể dễ dàng mở cái màn hình này bằng một tay. Đây, rất đơn giản luôn. Xong tới tất cả những cái bên ngoài, chúng ta tới cấu hình của máy. Dell XPS 15 có rất nhiều cấu hình từ Core i5, i7, i9. Phiên bản trên tay mình
là i7-1075-0H, RAM 16GB, SSD 512 và con VGA rời GTX 1650 Ti. Một cấu hình cân bằng giữa hiệu năng và tải nhiệt. Nếu anh em lựa chọn chiếc máy này thì mình nghĩ anh em nên lựa chọn dừng ở mức i7 thôi. Tại vì nếu mà anh em lựa chọn i9 thì máy rất là nóng đấy. Một thân mình nhỏ nhắn như này mà anh em option i9 vào thì không biết nó có thể tản nhiệt nổi không nữa. Điểm số của chiếc Dell XPS này thì qua các phần mềm đo đạc được thì mình sẽ để trên màn hình cho anh em biết nhá. Kết quả thì mình đo đạc thì mình lấy ở trang Notebook Check, anh em có thể xem trực tiếp ở trên nó. Như mình cũng đã nói ở trên, với một màn hình rộng, rất đẹp, chuẩn màu và cấu hình ngon thì không ngại gì anh em không làm đồ họa trên chiếc Dell XPS 9500 này cả. Bản thân mình cũng rất hay phải chụp ảnh sản phẩm và thiết kế thông qua ba công cụ là Adobe Lightroom, Photoshop và AI. Với chỉnh sửa ảnh thì mình ngày nào cũng phải làm việc cỡ 2 tiếng chụp lẫn chỉnh sửa ảnh ở trong studio. Các file chụp được thì từ con A7 R3 có dung lượng tầm 40MB RAW anh em nhé. Từ các công việc như là mình kéo màu này, mình cân bằng trắng, kéo highlight, kéo shadow, mọi thứ đều rất là mượt mà. Nhờ màn hình khá đẹp, tràn viền nên việc là mình chỉnh sửa màu sắc nó không bị nhàm chán. Mình có export thử 40 tấm ảnh từ Lightroom ra ấy, thì mình thấy rằng tiếng quạt hú nghe rất là rõ. Phần cái tẩy đây nó cũng ấm lên nhưng mà hoàn toàn không hề có cảm giác giật lag gì cả. Tốc độ export 40 tấm hình cũng rất là nhanh. Còn với cả Adobe Photoshop thì thỉnh thoảng mình mới sử dụng làm banner các thứ thôi. Dù là làm ảnh này, làm Photoshop thì máy vẫn hoạt động vô cùng ổn định. Layer thì mình sử dụng không bao giờ dưới 20 tầng, quá đơn giản với chiếc máy này. Có những lúc mình mở cả Lightroom, Photoshop hay là AI thì hoạt động máy rất là ngon lành. Tuy nhiên tiếng quạt kêu nghe đã rất là khó rõ ràng rồi. Máy cũng nóng lên trông thấy, nhất là phần bề mặt bàn phím này. Nếu mà anh em làm việc mà anh em phải sử dụng bàn phím nhiều ấy thì mình khuyến nghị anh em nên sử dụng bàn phím ngoài, tại vì nó cũng khá nóng ở cái bên mặt bàn phím này đấy. Nếu mà nói chung về làm việc multimedia thì cơ bản không có gì có thể làm khó được chiếc Dell XPS cao cấp này. Mình thử tiếp thêm qua ba cái game để xem máy này nó có chơi ổn định được không. Đó là CSGO này, PUBG Mobile và Dota 2. Tất nhiên là với máy mỏng nhẹ anh em hạn chế chơi game nhé. Setting trong tất cả các game cũng nên điều chỉnh cho nó phù hợp. Và để lên để Full HD thôi. Còn nếu là để 4K ấy, thì mình đảm bảo với anh em ấy, con cả GTX 1650 Ti này không gánh được game 4K đâu. Đối với tựa game CSGO ấy, thì FPS luôn trên 120 nhưng mà nó không ổn định lắm. Lúc 120, lúc 160, lúc lại 170, tùy tình huống giao nhau này. Lúc ăn bom chết thì FPS tụt xuống thấp nhất, vẫn dư sức để anh em chơi. Tuy nhiên anh em nhớ cắm sạc nhé. Phải cắm sạc thì mới có đủ điện để có thể boost hiệu suất của chiếc máy này được. Tựa game thứ hai đó là tựa game PUBG thì setting mình vẫn để Full HD thôi, còn tùy chỉnh mọi thứ mình để ở phần loud hết. FPS thì chỉ dừng ở 40 đến 50 FPS thôi, khá là thấp. Tuy nhiên điều đáng ngại là khi mình test CSGO, mình chuyển sang test PUBG luôn thì nhiệt độ CPU và GPU khá cao, luôn ở ngưỡng 80 độ. Mình nghĩ nếu sử dụng chiếc Dell XPS 15 này chơi game lâu là điều hạn chế, anh em không nên chơi nhá. Nó sẽ làm giảm tuổi thọ máy. Còn về FPS 40 đến 50 thì vẫn đủ để anh em có thể chơi PUBG mặc dù không thoải mái lắm, không mượt lắm. Cho máy nghỉ một lúc, chúng ta sang tựa game tiếp theo, cũng là tựa game cuối cùng, Dota 2. Với tốt Dota 2 thì mình để setting ở mức 2, độ phân giải tất nhiên vẫn để Full HD rồi. Thì FPS trung bình ở trong game luôn rơi vào 90 FPS. Nó rất ổn định. Nếu anh em muốn chơi nó mượt mà và nó sướng hơn thì anh em có thể hạ setting xuống một chút thì nó có thể lên đến 130-140. Quan trọng là nó rất ổn định ở cái FPS đó. Dù là combat hay là skin bay khắp nơi thì FPS vẫn là ngon. Nhiệt độ dừng ở mức 70 chưa đến 80 độ C. Có vẻ như là các tựa game MOBA hợp hơn so với cả những chiếc Ultrabook này, phải không anh em? Giờ chúng ta sẽ quay về vấn đề pin, là vấn đề rất là quan trọng của một chiếc máy multimedia. Thời lượng pin chiếc Dell XPS 15 này ở tác vụ multimedia sử dụng những công việc như mình kể trên thì nó chỉ dừng ở 4 đến 5 tiếng thôi. Còn nếu anh em làm văn phòng khéo kéo độ sáng, hiệu năng xuống một chút thì nó có thể lên đến được 6 đến 7 tiếng. Nhưng mình biết ai mà mua chiếc Dell XPS 15 này thì sẽ không mua chỉ dùng để văn phòng thôi, được không nào anh em? Vậy là xong bài đánh giá của mình về chiếc Dell XPS 9500 15-inch này. Đối với mình, đây là một chiếc laptop multimedia Windows thuộc dạng top ngon nhất hiện nay. Mình sẽ không so sánh với MacBook nhá. Mình đang nói với cả tất cả những chiếc máy multimedia Windows khác. Anh em sẽ có một màn hình
rất đẹp, rất là sexy, ngoại hình cao cấp và build rất chắc chắn. Còn điểm chê của mình về chiếc máy này đó là máy nó khá nóng, tại vì nó quá mỏng mà. Trackpad ở đây tuy to nhưng mà nó không giải quyết nhiều vấn đề, nó không không phải là đa điểm đa chạm như là ở trên MacBook. Nếu anh em thì anh em có mua chiếc máy này không, có thể comment phía dưới cho mình biết nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều, hẹn anh em ở các video tiếp theo. Đây là Dell XPS 9500. Cảm ơn anh em rất nhiều. Bye bye.